mến, trải qua những tuần học đầu tiên, có lẽ các bạn sinh viên đều mang những cảm xúc hào hứng, phấn khởi và đặc biệt là chờ đón những điều thú vị đến từ trường đại học của mình. Vậy thì với các bạn sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, họ có những cảm xúc và suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng Góc Nhìn Trẻ tìm hiểu các bạn nhé! Khi biết tin trường tổ chức ngày hội tân sinh viên, mình thật sự rất vui và phấn khởi. Mình đã trang bị cho mình một tinh thần thật sẵn sàng để chiến đấu hết các hoạt động mà ban tổ chức đã đề ra. Mình là một thí sinh mới khóa K21. Mình thực sự cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Khi mà bước vào ngày hội tân sinh viên thì mình cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô và các anh chị khóa trước. Năm thứ hai mình tham gia vào chương trình ngày hội chào đón tân sinh viên. Mình đã tự tin hơn và mạnh dạn hơn. Và mình đã tham gia vào các câu lạc bộ để hỗ trợ cho các anh chị tạo nên một cái ngày hội tân sinh viên rất là ý nghĩa. Với các bạn trẻ, các hoạt động của ngày hội tân sinh viên luôn để lại những ấn tượng khó phai. Những hoạt động hấp dẫn, những trải nghiệm lý thú ở đây sẽ giúp các bạn tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập vào môi trường đại học và từ đó học tập, rèn luyện tốt hơn, đặc biệt là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân của mình. Một không gian trải nghiệm sôi động với nhiều chương trình sân chơi giải trí hấp dẫn khác nhau, mang đến khí thế đầu năm học mới cho cả bạn tân sinh viên. Ngày hội là không gian giao lưu, trao đổi, kết nối của các thế hệ sinh viên. Tân sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về môi trường học tập mới cũng như ngành học của mình. Chương trình này nó được tổ chức với mục đích và ý nghĩa nó giống như là một cái chương trình orientation day của bất kỳ một cái trường đại học, dành cho sinh viên một cái cơ hội để các bạn có thể bước đầu tìm hiểu về truyền thống của các khoa chuyên môn mà các bạn theo học. Cùng với đó là cơ hội để các bạn có thể tiếp cận với các câu lạc bộ trực thuộc bên đoàn trường và hội sinh viên của trường để các bạn có thể làm phong phú thêm cái trải nghiệm học tập ở quãng đời đại học của các bạn. Ngày hội tân sinh viên diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, điểm nhấn chính là team building dựa trên việc xây dựng thiết kế các trò chơi tập thể khác nhau. Đây không chỉ là trò chơi mà còn là cuộc hành trình đầy thử thách. Mỗi trải nghiệm càng thú vị hơn khi cả bạn phải thể hiện sự nhanh nhẹn và khả năng làm việc nhóm. Tương tràm của trò chơi như chuỗi những bài kiểm tra thực tế, nơi mà mỗi đội phải trải qua các nhiệm vụ thử thách do ban tổ chức đặt ra. Những chướng ngại vật bất ngờ và khó khăn nhưng không làm nặng lòng người chơi. Điều đó khiến các đội càng thêm quyết tâm và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Thông qua các phần, mỗi thành viên không chỉ tranh tài sôi nổi mà còn rèn luyện cả kỹ năng với tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao trong xử lý tình huống. Mình rất vui khi được tham gia cả bốn trò chơi. Ở trong hoạt động này sẽ giúp cho mình cũng như các thầy mình trong lớp kết nối với nhau hơn, tạo nên một tập thể mạnh hơn. Câu lạc bộ đội nhóm ở môi trường đại học cũng là môi trường lành mạnh để sinh viên rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân. Ngày hội tân sinh viên hàng năm cũng là dịp cả câu lạc bộ đội nhóm triển khai cả hoạt động tuyển thành viên cho năm học mới với nhiều hình thức đa dạng. Cả bạn tân sinh viên bắt đầu quen dần với môi trường học tập ở đại học và có thời gian tìm kiếm, định hướng bản thân. Từ đó có sự lựa chọn phù hợp khi ứng tuyển vào cả câu lạc bộ. Bước vào cánh cửa đại học, mình mong muốn được trải nghiệm môi trường học tập phong phú và đa dạng, được gặp gỡ các anh chị, các bạn bè mới và học hỏi kinh nghiệm học tập ngoại ngữ từ họ. Bên cạnh đó là được tham gia các câu lạc bộ để phát triển các kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện. Khi biết tin mình đậu vào trường đại học ngoại ngữ Đại học Huế, mình rất là vui và mình muốn đặt chân vào đây để được trau dồi kiến thức, được trau dồi kỹ năng, được giao tiếp với các bạn bè, các anh chị khóa trên để mình có thể tự tin nói tiếng Trung của mình tốt hơn và tìm hiểu về văn hóa của khoa mình đang theo học.
Ngày hội chào đón tân sinh viên đã trở thành điểm hẹn của cả bạn trẻ mỗi dịp đầu năm học mới. Nhiều hoạt động thiết thực đã giúp các bạn sinh viên thế hệ mới thể hiện sức trẻ, sự nhiệt huyết cũng như rèn luyện ý chí phấn đấu ngày càng năng động, phát triển và hội nhập. Đó sẽ luôn là những khoảnh khắc khó quên của những năm tháng bên giảng đường đại học. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.